phơi nà cần dùng nà cầm bì khi lao thọ tràn nà dùng tu nà cần y hoa chân mi khi sung par nà khi son bì in thà rau in cần thâu la dùng tu ta dùng nà phê kín ung u nâng thà nuông khô u Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.